được anh đầu bếp phục vụ về nhà hàng á. Xin giới thiệu em, đây là combo lẩu vua của nhà hàng Quá Ngon. Lẩu vua là tinh hoa ẩm thực thế giới, gây ấn tượng với thực khách bởi công thức đặc biệt. Được chế biến từ 31 nguyên vật liệu bí truyền và gia vị tự nhiên, đem đến một hương vị độc đáo. Có 102 vừa ngon vừa bổ dưỡng cho sức khỏe. Anh ơi, cái này là ngăn lẩu cay với không cay á. Mà em thấy ở đây có nhiều đồ ăn quá trời luôn á chị Giang. Mình có tôm nè, nghêu, mực, cá hồi, thanh cua, thịt bò với mấy món ăn kèm khác nữa, mà món nào cũng tươi ngon quá trời luôn á. Ngoài ra còn có một dĩa rau và nấm siêu to khổng lồ luôn. Thơm quá chị hết. Chị thấy thơm nãy giờ luôn á. Nhìn mình bỏ đồ vô ăn liền đi. Ok. Ủa chị Giang ơi, sao lẩu này được gọi là lẩu vua vậy chị? À, nãy chị có nghe đầu bếp nói á, là do nước dùng của lẩu được chế biến từ rất nhiều loại thảo mộc thiên nhiên như là hoa hồi nè, hoa quế nè, tạo nên một cái hương vị nước lẩu độc nhất vô nhị. Mình còn ăn cùng với thịt bò và hải sản đủ loại nữa, đặc biệt game ha. Hèn chi, mới vừa ăn vô là em thấy liền được mùi thơm của thảo mộc luôn á. Thịt bò mềm ngon quá. Nhưng mà chị nhớ là chấm với nước chấm nữa nha, cho nó đậm đà hơn, ăn ngon hơn nhiều lắm luôn á. Bò với hải sản khi ăn cùng với loại nước chấm này nó ngon hơn rất là nhiều luôn á. Chị ăn không dừng lại được luôn nè. Cho chị ăn thử một miếng lẩu cay bên em nè. Chị thấy thì sao? Tuy là có mùi hơi nồng nhưng mà nó không có cay lắm. The the thôi à. Em cũng nghĩ là ở bên nhà hàng người ta cố tình làm vậy á, để cho phù hợp với khẩu vị của mọi người á. Nè, em ăn thêm cái vị bên nước lẩu không cay đi, ngon lắm á. Dạ, ok. Thank you. Cái mùi nước lẩu này á, cái vị của nó chua chua, ngọt ngọt, thanh thanh. Mà em còn nghe được cái mùi thơm của nước hầm xương nữa. Một phần là do cái nước lẩu không có ớt á em, cho nên là cái hương vị thảo mộc nè cùng với cái sự đậm đà từ nước hầm xương nó rõ rệt hơn em ha. À, mà chị mới phát hiện ra cái này hay lắm nè. Ở nhà hàng Quá Ngon á, người ta làm đồ ăn để vô trong mấy cái hộp thực phẩm hữu cơ làm từ bã mía á. Không chỉ an toàn cho sức khỏe mà còn thân thiện với môi trường nữa. Mà bây giờ cái lẩu này nhiều quá trời vậy rồi sao hai đứa mình ăn hết? Đương nhiên là hai đứa mình không ăn hết rồi. Do cái phần lẩu này từ 4 đến 6 người ăn lận. Tí nữa sẽ có mấy anh quay phim ăn cùng tụi mình luôn. Ngoài combo lẩu vua ra thì tại nhà hàng Quá Ngon còn có 16 món đặc sản chứa danh giao nhanh tặng chỗ. Các bạn có thể lên trang web đặc sản chứa danh.com hoặc là liên hệ trực tiếp với hotline để có thể biết thêm nhiều chi tiết hơn nữa. Còn bây giờ thì chị em mình sẽ chiến hết lẩu này đây. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nha. Bye bye.